Thì theo phân công của ban tổ chức thì chúng tôi sẽ trình bày về cái đợt điều trị với bệnh viện viêm thở máy liên quan thở máy do vi khuẩn đa kháng thuốc. Thì tôi đã nói đề tài này từ 2016 đến bây giờ, năm lần thứ 7 và nói đề tài này rồi. Thì rất chán rồi nhưng mà vẫn cứ phải nói về đề tài này. Thì không những chán về khoa học mà cái trong thực tế cho nó cũng rất chán, nhưng mà nó là cái thực thường xuyên thì xảy ra và chúng ta không thể là tránh khỏi. Và chúng tôi xin phép là giới thiệu một chút. Tức là khi mà chúng ta có hướng dẫn của IDSA và ITS năm 2016 ấy, thì người ta đưa ra những cái là Acinetobacter đa kháng và kháng mở rộng, rồi Pseudomonas khó điều trị và E. coli sinh SBL, và các nói chung là các khuẩn gram âm đường ruột sinh SBL. Tuy nhiên từ đó đến nay thì cũng có một số cái thay đổi. Thứ nhất là cái tình hình kháng của Acinetobacter baumannii thì nó cũng chưa thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà ở nước ngoài thì cái Pseudomonas nó nổi lên là cái khó khó điều trị, và đặc biệt ở các nước cũng như Việt Nam thì cái tỷ lệ Klebsiella kháng các bên em tăng rất nhiều. Nếu như vào những năm 15, 16 thì Klebsiella chưa phải là vấn đề lớn, nó vẫn còn nhẹ các bên em. Thì đến bây giờ thì cái tỷ lệ kháng bên em rất nhiều, và không những thế nó còn kháng cả colistin và có những chủng Klebsiella. Nếu mà chỉ xét về những kháng sinh mà Việt Nam chúng ta có thể đã có thể gọi là toàn kháng. Và do đó nó đặt ra những vấn đề rất khó khăn cho việc điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Và đặc biệt là những viêm phổi bệnh viện nặng mà cần phải thở máy, hiện nay người ta đưa thêm một cái khái niệm là VHAP, tức là những viêm phổi bệnh viện nặng phải thở máy, thì cái tiên lượng nặng không kém gì viêm phổi thở máy. Và một cái điểm đặc biệt nữa là trong thời gian vừa rồi thì khá nhiều kháng sinh mới được đưa vào lâm sàng, và những kháng sinh đó có những kháng sinh đã chứng minh được cái hiệu quả, nhưng tuy nhiên nó không được đạt được kỳ vọng như của chúng ta mong muốn. Thì trong báo cáo này thì chúng tôi xin phép được trình bày những cái kháng sinh mà trong thời gian vừa rồi mới được đưa vào và những cái hiệu quả của nó trên một số nghiên cứu phân tích. Và phần cuối chương trình thì giáo sư Hoàng Anh sẽ trình bày kỹ hơn về những vấn đề chỉ định kháng sinh này trong việc điều trị các vi khuẩn gram âm đa kháng. Thì cái cơ chế đề kháng kháng sinh của vi khuẩn thì chúng ta đều biết là nó có những cơ chế là bơm đẩy, rồi biến đổi vị trí gắn kết, rồi thay đổi kinh porin, nhưng đặc biệt là cái vấn đề sản sinh ra các men beta lactamase. Rồi trước đây thì chúng ta nên quan tâm đến vấn đề những cái vi khuẩn sinh ra cái ăn beta lactamase phổ rộng, nhưng mà hiện nay thì những cái men nó không còn là vấn đề đặt sinh ra những cái men kháng các beta lactam nữa, mà nó sinh ra các carbapenem, tức là kháng cái carbapenem là cái kháng sinh gần như cuối cùng chúng ta có trong tay. Và những cái khi mà chúng ta nói vi khuẩn sinh carbapenem là tức là khi nó bất hoạt ít nhất một carbapenem. Thì chúng ta thấy với vấn đề vi khuẩn sinh carbapenema thì nổi bật lên là các trực khuẩn gram âm đường ruột sinh mà kháng carbapenem, và đặc biệt là Klebsiella kháng carbapenem. Những nghiên cứu gần đây của bệnh viện Bạch Mai tìm hiểu mức độ nhạy kháng sinh thì chúng tôi thấy là một cái nghiên cứu làm năm 2020 trên các chủng vi khuẩn ở bệnh viện Bạch Mai, thì đối với Acinetobacter baumannii thì hiện nay chỉ còn colistin là hầu hầu như chưa kháng. Một thuốc khác là monocyclin thì chúng ta chưa có, thì mức độ nhạy vẫn còn được trên 70%. Còn lại các thuốc khác thì mức độ nhạy rất thấp. Và đặc biệt là trong các nuôi cấy thì người ta thấy là cái dịch dịch của đường hô hấp là kém nhạy cảm nhất. Như vậy có nghĩa là cái điều trị các viêm phổi là cực kỳ khó khăn. Đối với trực khuẩn mủ xanh thì tình hình có vẻ còn hơi khả quan hơn một chút, nó còn nhạy cảm gần 100% với colistin, và ngoài ra thì còn nhạy cảm với piperacillin tazobactam, rồi amikacin, ciprofloxacin. Thì đây là những cái trực khuẩn mủ xanh đối nước ta đã không quá đáng lo ngại. Tuy nhiên những cái chủng nào mà nó đã kháng một kháng sinh, nó đã kháng tất như vậy, thì nếu chúng ta có khoảng gần 80% chủng trực khuẩn mủ xanh còn nhạy với piperacillin, thì khi nó đã kháng piperacillin thì chúng ta cũng hiện nay với những kháng sinh đã có thì chúng ta cũng không còn gì để mà điều trị trừ colistin. Đối với Klebsiella thì hiện nay chúng tôi thấy là còn nhạy với amikacin và fosfomycin. Tuy nhiên thì các bên em thì cái tỷ lệ nhạy chỉ còn dưới 30%, thậm chí thấp hơn ở những bệnh chủng nuôi cái được ở các bệnh nhân VAP của hồi sức tích cực, thì hầu như không còn chủng nào nhạy các bệnh em nữa. Những cái chủng còn nhạy tức là chủng ở các khoa khác. Và đặc biệt một cái điểm là
Ceftazidime và Avibactam mặc dù mới được đưa vào Việt Nam nhưng mà cái tỷ lệ nhạy chỉ quanh quanh 80% thôi. Thì lý do chúng lại chúng tôi sẽ trình bày và đặc biệt là chúng đã phó giáo sư Hoàng Anh sẽ nói rõ lý do. Về một vấn đề quan trọng là hiện nay cái tỷ lệ vi khuẩn mà kháng carbapenem do cái cơ chế sinh men carbapenema càng ngày càng cao. Và ở Việt Nam chúng ta thì có ba cái nhóm chính. Thứ nhất là class A thì chúng ta có KPC. Class B chúng ta có NDM. Ở đây là cái khó gian giải nhất là NDM. Vì NDM hầu như nó kháng tất cả các kháng sinh. Và class D là Oxa-48-like. Nghiên cứu ở kho hồi sức tích cực bệnh viện Mai trên 107 chủng trực khuẩn gram bơm đường ruột sinh kháng carbapenem chủ yếu là Klebsiella thì cái NDM chiếm đến 29%. Thì cái tỷ lệ cao NDM này nó giải thích tại sao mà cái Javisepta mới được về Việt Nam mà nhạy chỉ được có khoảng 80% thôi, bởi vì hầu như tất cả các chủng mà sinh dạng NDM thì không còn nhạy với Javisepta và các thuốc nó kháng sinh hiện nay nữa. Thì chúng tôi xin giới thiệu một số thuốc mà đã được chấp thuận bởi FDA và được đưa vào điều trị trong thời gian gần đây. Thì cái Ceftobiprole thì đã được chấp thuận điều trị nhưng mà chỉ định cho HAP chứ không chỉ định cho VAP. Thì cái đặc điểm của cái Ceftobiprole này nó tác dụng trên cả vi khuẩn gram âm như là trực khuẩn mủ xanh, rồi Enterobacter, tức là những cái trực khuẩn gram âm đường ruột và trên cả tụ cầu kháng meticillin. Tuy nhiên thì người ta thấy, một cái nghiên cứu người ta thấy là khi chúng ta so sánh giữa Ceftobiprole và một bệnh nhân khác phối hợp giữa Linazolid và Ceftazidime thì người ta thấy là ở hầu hết các chỉ tiêu nghiên cứu thì đều không có khác biệt giữa hai cái thuốc này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy có một cái khác biệt ở cái ở viêm phổi bệnh viện mà không phải do viêm phổi thở máy. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta sử dụng cái Ceftobiprole này cho những cái chủng vi khuẩn gram đa kháng thuốc hiện nay thì hiệu quả cũng không cao. Tuy nhiên nếu như chúng ta còn nghi ngờ giữa vi khuẩn gram âm và tụ cầu mà chúng ta không muốn dùng phối hợp hai loại thuốc khác nhau thì chúng ta chọn cái Ceftobiprole này cũng là một cái chỉ định tốt để chúng ta bao phủ được cả trực khuẩn gram âm và cả tụ cầu. Tuy nhiên với các trực khuẩn gram âm mà kháng thuốc rất mạnh mà chúng ta có hiện nay thì Ceftobiprole không chứng tỏ được cái lợi ích hơn so với kháng sinh hiện nay chúng ta đang dùng cho trực khuẩn gram âm. Và chú ý là chỉ dùng cho viêm phổi bệnh viện chứ không dùng trong viêm phổi thở máy. Một kháng sinh mới được đưa vào Việt Nam mà theo tôi biết là đã được Bộ Y tế cấp phép là Ceftolozane Tozobactam. Thì đây là kết hợp giữa một cephalosporin tác dụng mạnh trên Pseudomonas bởi vì nó có thêm một cái nhóm gốc, nhóm chức có tác dụng rất tốt trên Pseudomonas và một chất thực tế beta-lactama chúng ta rất quen thuộc là Tozobactam. Thì người ta thấy là cái loại này thì đặc trị cho những vi khuẩn Pseudomonas mà khó điều trị. Chúng ta hiện nay có một cái danh từ là Pseudomonas khó điều trị. Thì những bệnh nhân này thì có hiệu quả rất tốt khi chúng ta sử dụng Ceftolozane Tozobactam. Thì một cái nghiên cứu in vitro trên các chủng Pseudomonas thì so sánh các loại thuốc kháng sinh với nhau thì người ta thấy là cái Ceftolozane Tozobactam này vượt qua được tất cả các cơ chế đề kháng. Và với tất cả cơ chế các vi khuẩn các cơ chế đề kháng khác nhau thì đều đạt được cái MIC tại điểm gãy hoặc thấp hơn điểm gãy của nhạy cảm. Còn với các kháng sinh khác thì có thể khắc phục được một hoặc vài chứ không khắc phục được tất cả các cơ chế đề kháng của vi khuẩn. Do đó hiện nay với những cái Pseudomonas aeruginosa khó điều trị và khi các kháng sinh hiện nay chúng ta đang có từ carbapenem trở xuống mà không hiệu quả thì chúng ta sẽ có một lựa chọn là Ceftolozane Tozobactam. Một loại kháng sinh khác cũng đã được đưa vào Việt Nam mặc dù chưa được vào bảo hiểm nhưng đã có thể sử dụng được do bệnh nhân chi trả là Ceftazidime Avibactam. Thì đây là một cái Ceftazidime là một cái kháng sinh chúng ta quen nhưng kết hợp với Avibactam là một chất ức chế beta lactama mới và có hiệu quả tốt trên KPC và Oxa-48. Nên chúng ta thấy vậy thì đối với cái thuốc này một cái bất tiện là nếu là NDM thì chúng ta không thì hiệu quả rất kém. Đấy là giải thích tại sao khi chúng ta đưa kháng sinh này vào Việt Nam thì vẫn chỉ nhạy có 80% nó không nhạy được đến 100% như kỳ vọng.
Thì một cái nghiên cứu mà các bạn công ty thuốc người ta hay đưa ra là cái nghiên cứu Repro và so sánh giữa ceftazidin, avibactam và meropenem trong điều trị các vi khuẩn gram âm đa kháng. Thì cái kết quả cho thấy là cái tỷ lệ tử vong ngày thứ 28 cũng như là đánh giá về khỏi về lâm sàng ở cuối lịch trình điều trị thì hai cái loại kháng sinh này không có khác nhau, không có khác biệt có ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận là ceftazidim avibactam thì không có hiệu quả ưu thế hơn so với các meropenem trong điều trị các viêm phổi bệnh viện và viêm phổi lân thở máy. Tuy nhiên, cái nghiên cứu này họ lấy tất cả các vi khuẩn gram âm đường ruột và người ta không phân biệt các nhóm gram âm và không phân biệt là vi khuẩn đó có kháng hay không kháng các meropenem. Như vậy thì trên các nhóm vi khuẩn mà vẫn còn nhạy với các meropenem thì việc chúng ta dùng kháng sinh mới là không có lý. Tuy nhiên, khi người ta nghiên cứu một cái nghiên cứu in vitro về cái hoạt tính của ceftazidim avibactam so sánh với các vi kháng sinh khác ở trên các trực khuẩn đường ruột và kháng với các meropenem thì các bạn có thể thấy là cái MIC50 cũng như MIC90 của ceftazidim avibactam ưu thế hơn rõ rệt so với các kháng sinh khác, và gần với nó thì chỉ có tigercycline và một phần nào đó là colistin thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là xem xét về mặt chia theo nhạy kháng đấy thì cái ceftazidim avibactam có đạt cái tỷ lệ nhạy đến 99,8% trên các chủng gram âm đường ruột mà kháng với các meropenem. Vậy thì chúng ta có thể trong lâm sàng, nếu như chúng ta gặp một chủng gram âm đường ruột hoặc là một cái chủng gram âm kháng thuốc mà kháng các meropenem thì hãy dùng đến ceftazidim avibactam và không nên chỉ định cho những chủng nào mà còn nhạy với các meropenem. Tuy nhiên thì chúng tôi đã trình bày là nhạy với các meropenem còn rất thấp, chỉ khoảng 10 đến 30% tùy loại vi khuẩn. Một cái nghiên cứu khác so sánh giữa colistin và ceftazidim avibactam trên các chủng vi khuẩn gram âm đường ruột kháng với các meropenem thì người ta thấy là xét về các chỉ tiêu về tử vong tại bệnh viện và tỷ lệ bệnh nhân sống mà có xuất hiện suy thận, tổn thương thận thì cái nhóm bệnh nhân dùng ceftazidim avibactam đều tốt hơn rõ rệt so với nhóm bệnh nhân dùng colistin. Như vậy thì nếu chúng ta mà có một chủng vi khuẩn gram âm đường ruột mà kháng các meropenem thì nếu được lựa chọn giữa ceftazidim avibactam và colistin thì khuyến cáo là nên lựa chọn ceftazidim avibactam hơn vì hiệu quả tốt và an toàn hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi lưu ý là những nghiên cứu này thì đều nghiên cứu mới và số lượng bệnh nhân chưa phải nhiều lắm. Một nhóm 72 bệnh nhân, một nhóm 46 bệnh nhân. Thì đây là những kết quả bước đầu và chúng ta chờ những cái nghiên cứu lớn hơn để chúng ta đợi cái kết quả để xác định về cái tác dụng của thuốc. Meropenem và avibactam cũng là một chất ức chế acid boronic bạch phòng kết hợp với meropenem và nó có hoạt tính cao chống lại các enterobacterium list đa kháng thuốc bao gồm những chủng sinh ra nhóm amyl nhóm A và C. Thì chúng ta thấy là cái nhóm này thân lại không có hiệu quả lắm trên các meropenem nhóm B và D. Thì một cái nghiên cứu về hiệu quả và tính an toàn của meropenem và avibactam và avibactam so với những điều trị hiện nay thường là trên cơ sở là các meropenem rồi aminosid hoặc là colistin thì người ta thấy là về hiệu quả lâm sàng thì có khác biệt rõ rệt, tức là có kết quả tốt hơn ở nhóm dùng meropenem và avibactam nhưng mà hiệu quả về vi sinh thì không khác biệt có ý nghĩa. Tuy nhiên về cái tác dụng không mong muốn trên thận thì cái nhóm dùng meropenem và avibactam thì cũng có cái tổn thương thận thấp hơn một cái có ý nghĩa so với nhóm dùng những điều trị thông thường hiện nay và tốt nhất hiện nay. Khi so sánh giữa meropenem và avibactam với ceftazidim avibactam thì người ta thấy là trên tất cả các tiêu chí về khỏi bệnh trên lâm sàng rồi tử vong 30 ngày, tử vong 90 ngày thì tất cả các tiêu chí thì đều không có sự khác biệt giữa hai loại thuốc này khi sử dụng trên các Enterobacteriaceae mà kháng các meropenem. Còn nếu người ta so sánh giữa nhóm meropenem và avibactam đơn thuần với nhóm ceftazidim avibactam đơn độc hoặc là ceftazidim avibactam phối hợp thì người ta không thấy sự khác biệt giữa ba cái nhóm này, tức là chúng ta dùng ceftazidim avibactam đơn độc hay phối hợp hay là dùng meropenem và avibactam đơn độc thì
các hiệu quả trên tất cả các tiêu chí đều tương tự nhau. Như vậy người ta kết luận là cũng thực ra cũng không cần phải sử dụng kết hợp kháng sinh mới này với kháng sinh khác làm gì. Một thuốc khác hiện nay cũng đã có nhưng chúng chưa đưa vào Việt Nam là imipenem relebactam. Đúng ra phải nói là imipenem silaxatin kết hợp với relebactam. Thì cái này người ta thấy là có tác dụng tốt trên những betalactama nhóm A67 và C, tuy nhiên là cái hoạt tính thấp với nhóm D. Thì một cái nghiên cứu đã được tiến hành và được công bố vào năm 2020. Thì người ta thấy là so sánh giữa nhóm imipenem relebactam và colistin imipenem thì người ta thấy là không thấy rõ những cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm bệnh nhân dùng hai loại thuốc này với nhau. Như vậy thì chúng ta có thể đạt được một cái hiệu quả của imipenem relebactam tương đương với colistin phối hợp với imipenem silaxatin thông thường. Tuy nhiên, chúng ta thấy nếu xét về tác dụng không mong muốn là tổn thương thận thì cái nhóm dùng imipenem kết hợp với colistin thì bệnh nhân có tổn thương cao hơn rõ rệt. Như vậy thì chúng ta sẽ có một hiệu quả lâm sàng tương đương nhưng mà tác dụng không mong muốn thấp hơn rõ rệt với cái kháng sinh mới của nhóm imipenem relebactam này. Một cái thuốc khác mà hiện nay cũng đã nổi lên và hiện nay chúng ta cũng chưa có nhưng thế giới đang nghiên cứu và sử dụng rồi là cifedecoxib. Thì đây là một cái cifedecoxib mới có tác dụng trên gram âm bao gồm cả gram âm đường ruột và các vi khuẩn không lên men như là Acinetobacter baumannii và Pseudomonas và có cường kháng thuốc khó trị. Và cái hoạt động phổ rộng này cho phép duy trì ổn định khi có mặt của tất cả các nhóm beta-lactama bao gồm cả các amyloclast A, B, C và D. Thì một cái nghiên cứu ở trên giữa so sánh giữa cifedecoxib và meropenem liều cao và truyền kéo dài trên điều trị những viêm phổi bệnh viện do gram âm thì người ta thấy là trên tất cả các tiêu chí kể cả viêm phổi bệnh viện, viêm thở máy hay là viêm phổi cộng đồng phải nhập viện và trên tất cả các loại vi khuẩn thì cả các tiêu chí về lâm sàng và vi sinh vật thì không thấy sự khác biệt giữa hai nhóm, nhóm dùng cifedecoxib và nhóm dùng meropenem. Tuy nhiên nếu chúng ta đi sâu vào phân tích riêng của các bệnh Acinetobacter baumannii mà kháng các meropenem thì đối với nhóm nhiễm khuẩn huyết người ta thấy có sự khác biệt rõ ràng về hiệu quả điều trị giữa nhóm dùng cifedecoxib và nhóm dùng colistin. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta dùng thuốc kháng sinh cho các bệnh nhân mà vẫn còn nhạy với các meropenem thì không hiệu quả gì gây gớm so với các meropenem. Nhưng nếu đã kháng các meropenem rồi phải dùng đến colistin thì với nhóm nhiễm khuẩn huyết thì hiệu quả của cái cifedecoxib này hiệu rõ rệt hơn so với colistin. Và đối với nhóm viêm phổi lớp ăn thở máy thì người ta thấy mặc dù có một chút khác biệt ở cái tử vong ngày thứ 14 nhưng mà tử vong ngày 28 và tính chung về thống kê thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm thuốc này. Như vậy thì chúng ta có thể dùng cifedecoxib hoặc là colistin trên bệnh nhân viêm phổi lớp ăn thở máy đạt hiệu quả tương đương, nhưng chúng ta lưu ý là colistin thì tác dụng không mong muốn rất nhiều đặc biệt là trên thận. Như vậy nếu xét về kinh tế thì chúng ta chọn colistin, nhưng xét về mặt an toàn cho bệnh nhân thì cái cifedecoxib này có vẻ là hợp lý. Thì trên cơ sở những cái kháng sinh mới ra thì năm 2020 Zagroza đã có một cái bài tổng quan trên Critical Care và có nêu lên các hướng dẫn điều trị, đây là cái sơ đồ hướng dẫn điều trị ở những bệnh nhân HAP, VAP và những bệnh nhân viêm phổi sớm khi nhập viện. Thì có người ta có chia ra là nếu điều trị theo kinh nghiệm và điều trị đích, và đặc biệt đối với điều trị đích thì người ta quan tâm đến tên của vi khuẩn và đặc biệt là cái tiếp sinh các papenema để người ta lựa chọn kháng sinh thích hợp. Thì chút nữa thân giáo sư Đoàn Anh sẽ trình bày kỹ vấn này nếu tôi xin phép là lướt qua cái slide này. Và cái slide này cũng vậy, slide này cũng sẽ nói về chỉ định cụ thể của những kháng sinh mới mà chúng tôi vừa trình bày. Thì xin các quý vị lưu ý là trong các kháng sinh mới chúng tôi vừa trình bày thì có hai loại là cetazidin avibactam và cetuloxan tazobactam đã được đưa vào Việt Nam. Còn các loại khác thì chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới có thể nó sẽ có ở Việt Nam nước ta. Thì đây là cái slide này để tóm tắt về cái phổ tác dụng cũng như là chỉ định theo hướng dẫn của công ty và cái liều sử dụng hiện nay.
Về kết luận thì chúng tôi lưu ý các quý vị là nhiễm khuẩn đa kháng thuốc là một thách thức cho điều trị HVAP và cái vấn đề kháng thuốc ngày càng cao. Tuy nhiên cái Acinetobacter baumannii thì kháng các men em rất cao nhưng vẫn còn nhạy với colistin và do đó chúng ta chưa phải là khó khăn lắm trong điều trị. Tuy nhiên vẫn phải lưu ý là colistin là một thuốc có độc tính chất lượng cao và mặt khác việc dùng rộng rãi colistin sẽ đưa đến nguy cơ kháng thuốc và do đó nếu như chúng ta có một thuốc khác mà thay thế cho colistin thì cũng sẽ là rất tốt để chúng ta có thể sử dụng điều trị. Việc cái tăng tỷ lệ nhiễm các chủng Klebsiella kháng các men em là cái khó khăn rất lớn hiện nay và hiện nay đã có những thuốc mới để điều trị vi khuẩn đa kháng. Và những thuốc mới này sẽ giúp bác sĩ lâm sàng có nhiều sự lựa chọn hơn trong điều trị. Và chúng tôi một lần nữa lưu ý là Việt Nam chúng ta đã có hai loại, một loại thì đánh vào sử dụng chủ yếu cho trực khuẩn màu xanh đa khó điều trị. Và một loại nữa là sử dụng cho trực khuẩn màu xanh và cũng như sử dụng cho các chủng vi khuẩn gây ung đường ruột kháng các men em. Và đối với Acinetobacter baumannii thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái acetazidine-vinblastem được, nhưng chúng ta cũng mong chờ cái thuốc mới hơn để vào để chúng ta có thể sevidocol vào để chúng ta có thể sử dụng để điều trị những cái chủng Acinetobacter mà kháng với carbapenem. Thì xin rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ở đây hôm nay.